Tôi cũng có một ước mơ. Ông Mỹ da đen Martin Luther King Jr. cũng có một ước mơ, người Mỹ da đen được quyền sống bình đẳng với người Mỹ da trắng, và ông đã thực hiện được ước mơ đó. Để trở thành một anh hùng của nước Mỹ, ông đã nhận được giải hòa bình Nobel vào năm 1964. Tôi cũng có một ước mơ chế độ cộng sản độc tài sẽ sụp đổ hay bị giải tán trên quê hương Việt Nam của tôi. Để tự do, dân chủ và nhân quyền được nở hoa, để dân tộc tôi được sống thanh bình, hạnh phúc, và tôi tin rằng đất nước tôi sẽ phát triển vượt bậc nhờ vào sự đóng góp của toàn dân trong và ngoài nước. Tôi còn thêm một ước mơ nữa. Khi còn ở Việt Nam, một người Việt gặp người Việt không quen thường không chào hỏi nhau. Từ đó, giữa hai người không có sự thân thiện nên dễ dàng xảy ra xích mích, mất lòng nhau rồi đi đến ấu đả, đánh lộn rất thường xuyên. Qua Mỹ này, tôi học được sự thân thiện của người Mỹ. Bất kỳ lạ hay quen, người Mỹ đều chào thăm hỏi nhau với nụ cười, bằng những câu thông thường như hello hay how are you, good morning, good afternoon, good night, good evening. Khi nghe những câu trên, tự nhiên mình thấy rất vui, lòng mình cởi mở ra, nhận thấy sự thân thiện của người đối diện, và tự nhiên làm con người mình cảm thấy rất bình an, an tâm. Khi sống ở Thái Lan, mình cũng thấy họ chào nhau bằng cái chắp tay như lạy vái nhau, cũng chứng tỏ sự thân thiện, kính mến nhau. Bởi vậy, ước mơ thứ hai của tôi mong sao người Việt Nam biết quý mến nhau, chào hỏi nhau bằng những câu như chào anh, chào chị, chào em, chào bác, chào chú, chào cô, chào dì, chào ông, chào bà, chào bạn. Đó mới đích thực là văn hóa chào hỏi của người Việt Nam, dù là gặp bất cứ người xa lạ nào. Có như thế, sẽ tránh đi những chuyện không đáng để xảy ra như mày kênh tao hả mày, mày biết bố mày là ai không? Mày liếc tao hả? Thế rồi hai người lạ mặt đánh nhau u đầu, sức chán, gây hận thù với nhau. Tôi biết rằng tư duy, quan niệm sống của mỗi người, mỗi khác rất khó mà thay đổi được. Người ta thường nói non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng tôi vẫn thích viết lên sự suy nghĩ của tôi để mong xã hội Việt Nam của mình được tốt đẹp hơn. Tìm Google, tôi đã tìm thấy bài thơ Lời Chào Đi Trước của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn, Đi Đến Nơi Nào. Lời chào đi trước, lời chào dẫn bước chẳng sợ lạc nhà, lời chào kết bạn, con đường bớt xa, lời chào là hoa, nở từ lòng tốt, là cơn gió mát buổi sáng đầu ngày, như một bàn tay chân thành cởi mở. Ai ai cũng có chẳng nặng là bao, bạn ơi, đi đâu, nhớ mang đi nhé.